Đây là bài phát thanh thân xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh giới thiệu ngày hội Internet với phụ nữ. Bà con và các bạn thân mến, vào 14 giờ ngày 23 tháng 8 tới đây, tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh sẽ diễn ra sự kiện Internet với phụ nữ. Đây cũng là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Trong điều kiện đất nước đổi mới và phát triển, vị thế, vai trò của người phụ nữ đã được nâng lên rõ rệt. Bình đẳng giới ở giới ngày càng được chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương ngày càng quan tâm. Ở nông thôn, vai trò của người phụ nữ càng thể hiện rõ khi họ chiếm số đông trong dân số cũng như trong lực lượng sản xuất. Những người phụ nữ ở nông thôn hầu như phải đảm nhiệm chính các công việc trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trợ gia đình. Trong gia đình mà nam giới làm ăn xa, mọi công việc đồng áng, nghề phụ đều dồn lên vai người phụ nữ. Đặc biệt, tác động của sự chuyển đổi kinh tế công nghiệp hóa đối với phụ nữ và nam giới rất khác nhau. Trong các gia đình ở nông thôn có một sự phân công lao động phổ biến theo khuynh hướng vợ ở lại nhà, chồng rời gia đình đi nơi khác trong môi trường lao động tiên tiến hơn, thu nhập bằng tiền mặt, dẫn đến việc phụ nữ ở nông thôn dễ bị tụt hậu so với nam giới trong quá trình cải cách kinh tế và công nghiệp hóa. Bởi vậy, nhiều phụ nữ ở nông thôn hiện vẫn phải nhiều nỗi lo lắng, cực nhọc, vất vả trong việc thực hiện các vai trò của mình, trong việc kết hợp giữa hoạt động kinh tế với chăm sóc con cái. Tuy nhiên, trong công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đang mang lại nhiều cơ hội cho chị em phụ nữ trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của